Ua, thử cái nữa. Ua, các bạn có để ý thấy cái gì không? Tôi thử lại lần nữa nhé. Ua, đây là một chức năng gọi là soft landing. Soft landing fork có nghĩa là như các bạn bình thường các xe nâng xuống nó sẽ rơi đánh bùm một phát xuống đấy, mà cộp một cái nghe rất soft rồi. Thì cái xe bao ly này nó có một chức năng này, khi vào gần sát đất ế nó chỉ xuống nhẹ đấy, cộp một cái rất nhẹ nhàng rồi đấy. Tính năng này chỉ có ở series mới của bao ly nha. Rồi.